Tết này quý vị đã tìm được bộ dàn âm thanh cho gia đình mình chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua clip này. Audio Thiên Hà xin phép được gửi tới tất cả quý vị 12 bộ khuyến mại âm thanh trong cùng một clip. Xin mời tất cả quý vị. Bộ số 1, loa Bauer & Unkin 603S2 ghép với âm ly Cambridge CXA81 hoặc chọn âm ly Marantz PM7000N giá khuyến mại 60 triệu đồng. Bộ số 2, loa Bauer & Unkin 705 Signature Datac ghép với âm ly Cambridge Audio Evo 75 giá khuyến mại 90 triệu đồng. Bộ số 3, loa Bauer & Unkin 705S3 ghép với âm ly Cambridge Audio Evo 150 giá khuyến mại 100 triệu đồng. Bộ số 4, loa Bauer & Unkin 703S3 ghép với âm ly Rothel Michi X3 Serie 2 hoặc âm ly Neem Unity Star giá khuyến mại 190 triệu đồng. Bộ số 5, loa Bauer & Unkin 805D4 ghép với âm ly Rothel Michi X5 hoặc âm ly Neem Unity Nova giá khuyến mại 300 triệu đồng. Bộ số 6, loa Bauer & Unkin 804D4 ghép với âm ly Maxintosh MA352 hoặc âm ly Rothel Michi X5 Serie 2 giá khuyến mại 429 triệu đồng. Bộ số 7, loa Focal Area 906 ghép với âm ly Marantz PM7000N hoặc âm ly Cambridge Audio CXA61 giá khuyến mại 45 triệu đồng. Bộ số 8, loa Focal Area 926 ghép với âm ly Cambridge Audio Evo 150 hoặc âm ly Marantz Modern 30 giá khuyến mại 115 triệu đồng. Bộ số 9, loa Focal Area 936 ghép với âm ly Cambridge Audio Evo 150 hoặc âm ly Rothel RA1592 MK2 giá khuyến mại 125 triệu đồng. Bộ số 10, loa Focal Vestia No 2 ghép với âm ly CXA81 hoặc âm ly Marantz PM7000N giá khuyến mại 60 triệu đồng. Bộ số 11, loa kép Q350 ghép với âm ly Marantz NR1200 giá khuyến mại 21 triệu 800 ngàn đồng. Bộ số 12, loa kép Q750 ghép với âm ly Marantz PM7000N hoặc âm ly Cambridge Audio CXA61 giá khuyến mại 45 triệu đồng. Quý vị thấy quan tâm bộ dàn âm thanh nào thì hãy điện ngay tới số hotline của Thiên Hà Audio. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.